trong thời gian qua, hai em đã chuẩn bị nhiều thứ và hôm nay hai em đang hoàn thiện sự chuẩn bị của mình bằng việc đưa nhau đến với Chúa để cam kết với Chúa về giao ước mà hai em sẽ trao cho nhau một lát nữa đây. Bởi bởi vì hai em đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân mãn nguyện, hai em đã nắm lấy tay nhau và nói lên sự tin tưởng của hai em trước mặt Thiên Chúa và một lát. Anh Anton Nguyễn Thành Nghĩa xin nhận em Mata Hoàng Vũ làm vợ của anh. Em Mata Hoàng Vũ Yến Nhi nhận anh Nguyễn Thành Nghĩa làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Mata Hoàng Vũ Yến Nhi, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Anh anh cha và con và thánh thần. Anh Anton